Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 5 giờ sáng của ngày 21 tháng 2 năm 2022. Video clip đầu tiên vào buổi sáng. Báo cáo với các bác. Trong video clip 737, mang số báo danh 737 ngày hôm qua, tôi có chia sẻ một cái câu rằng là nếu như mà chúng ta mất sự lãnh đạo của đảng, đảng mà sụp đổ, thì chúng ta cũng đồng nghĩa với việc mất chế độ và cuối cùng rằng là mất nước. Câu chuyện này có vẻ như là nói đi nói lại, nói tái nói hồi, bởi vì Tổng Bí Thư cũng đã kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng để mà xây dựng đảng. Nói đảng có tham nhũng không? Thì phải trả lời là có. Mà câu này Tổng Bí Thư cũng đã chia sẻ với các bác rất nhiều lần rồi. Và đây không phải là vấn đề mới, đã nhiều lần lắm rồi. Nhưng mà Tổng Bí Thư là người kiên quyết nhất, làm rõ nhất. Và đây là cái con đường gần như là duy nhất để có thể giữ được chế độ. Hay có thể nói rằng là cái sự tồn vong của chế độ phụ thuộc vào công việc này. Nhiều bác thì nghĩ rằng là có một cái câu tôi không nhớ của bác nào. Bác ấy có nhắn và có comment ấy, trên kênh ấy. Các bác nào chịu khó vào cái video clip 737 tìm lại giúp tôi nhé. Nhưng tôi nhớ mang máng thế này. Bác ấy nói rằng là chẳng có cái sự sụp đổ nào của đảng mà lại là sụp đổ của đất nước, của chế độ cả. Và bác ấy lấy ví dụ như là Hàn Quốc, ví dụ như là Malaysia, ví dụ như là Singapore, EU, rồi là Hoa Kỳ vân vân đó. Thì tôi xin chia sẻ với cả bác thế này. Thực ra cái vấn đề tham nhũng ấy, báo cáo với các bác, nó không phải là mới. Có lẽ trong chúng ta rất nhiều người nhớ tới cái câu rằng là chống tham nhũng, đúng không? Bắt hết thì lấy ai mà làm việc. Chúng ta cứ ngỡ rằng cái câu này là của Phó Thủ tướng, lúc đó là Phó Thủ tướng hay là mà sau này là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đúng không? Hôm qua thì Chủ tịch Quốc hội cũng Nguyễn Sinh Hùng cũng có đến để mà giảng hội nghị. Thế nhưng chúng ta nhầm rồi. Câu này đầu tiên ấy không phải là của Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng. Câu này đầu tiên là của ông Trần Văn Hương, nguyên là thủ tướng của Việt Nam Cộng hòa ngày xưa. Và khi nói về vấn đề chống tham nhũng thì ông này đã thản nhiên mà trả lời rằng là tôi cũng muốn chống lắm chứ, nhưng mà bắt hết rồi thì lấy ai mà làm việc. Đấy chính là câu của ông Trần Văn Hương, nguyên là thủ tướng của Việt Nam Cộng hòa và sau này thì là phó tổng thống, và sau đó được gọi rằng là tổng thống trong vòng 7 ngày, nghĩa là tổng thống áp chót trong vòng 7 ngày và sau này thì giao lại cho Dương Văn Minh. Đó. Để các bác thấy rằng là vấn đề thể chế, vấn đề chế độ không liên quan gì tới việc chống tham nhũng. Các bác cứ thoải mái nói về chống tham nhũng và đổ quy kết lại tại một đảng, nhưng không phải. Các bác nhìn ra khắp thế giới. Các bác nhìn ra khắp thế giới thì các bác sẽ thấy rằng là phải đến gần một nửa quốc gia tham nhũng nhiều nhất trên thế giới này, họ chọn theo chế độ Cộng hòa. Cộng hòa nghị viện, nha các bác. Có hẳn một cái bản cáo bạch đấy. Và người ta xếp chỉ số từng nước trong việc chống về tham nhũng. Tất nhiên, tham nhũng của chúng ta cao không? Có, và trả lời là cao. Nhưng chúng ta biết cách để mà chống. Còn bên họ thì mặc dù đang nguyên đa đảng, nhưng mà có chống được không? Cũng chưa chắc. Và câu tiếp theo rằng là nếu chúng ta chuyển sang chế độ Cộng hòa thì liệu rằng có chống tham nhũng được không? Thì các bác cứ nhìn chế độ Việt Nam Cộng hòa lần trước. Tôi đã có một cái bài phân tích rất rất kỹ về cái vấn đề này năm 2020 rồi. Đó là 10 cái lý do tại sao Việt Tân á. Và trong đó có nói rất rõ là cái tình trạng tham nhũng ở Việt Nam Cộng hòa thời đó nó khủng khiếp đến mức độ nào. Báo cáo các bác là như vậy. Đó là căn bệnh nan y của những nước phát triển, đang trên đà phát triển. Đó là căn bệnh nan y. Và chúng ta phải cẩn thận ở trong cái giai đoạn này. Bởi vì tại sao? Tôi tiếp tục sang cái phần thứ hai để mà chia sẻ với các bác rằng là phần thứ một tôi vừa nói thì có thể các bác thấy các bác đó mà trả lời giúp tôi xem rằng là chế độ Cộng hòa đang nguyên đa đảng có chống được tham nhũng hay không. Đó. Thì các bác hãy lên mạng search vào Google và tự tìm cho mình câu trả lời. Cái thứ hai nữa, Việt Nam mình mà có chế độ đấy thì có tham nhũng hay không? Thì
Thì tôi đã trả lời với các bác bằng một câu nói: bắt hết thì lấy ai làm việc? Thì câu nói đó đầu tiên là của ông Trần Văn Hương, nguyên là Thủ tướng và là Tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa. Chia sẻ các bác như thế nhé. Đúng không ạ? Vừa có ở thế giới rồi, vừa có ở Việt Nam rồi mà tham nhũng vẫn đầy. Đúng không ạ? Cái câu thứ hai để tôi xin chia sẻ với các bác rằng là cái phần thứ hai để mà tại sao chúng ta gọi rằng là có thể bị mất nước hay thế nào đó. Chúng ta tưởng tượng thế này này, chúng ta đang hưởng một cái thái bình, có thể nói có tham nhũng nhưng mà hệ thống chính trị có ổn định hay không, chúng ta vẫn phải nói rằng là ổn định, và người dân của chúng ta là vẫn ra đường, vẫn làm việc và vẫn chém gió với nhau. Thời điểm này các bác đang nghe tôi nói thì có nghĩa rằng là các bác đủ công cụ, đủ phương tiện và đủ với thời gian và đã đủ ăn đủ mặc rồi. Bởi vì nếu không đủ ăn đủ mặc thì lấy tiền đâu ra điện thoại để mà nghe YouTube, có đúng không ạ? Nghĩa là các bác đủ rảnh rỗi để thấy rằng là chúng ta cũng có của ăn của để và cũng có, nghĩa là cái nhu cầu cơ bản của chúng ta đã được đáp ứng phần nào, cho nên chúng ta quan tâm đến vấn đề chống tham nhũng. Và chúng ta thử suy nghĩ thế này, nó giống như là một cái tài sản của chúng ta, cái sự bình an đó. Và nếu chúng ta có mang cái vốn liếng là cái tài sản này để đổi lấy một cái sự gì đó như các bác kia nói, đó là đổi lấy một cái gọi rằng là vừa chống được tham nhũng nhưng mà phải bỏ vốn ra, anh phải bỏ cái sự bình yên này ra để anh đi chống tham nhũng, đúng không ạ? Anh phải bỏ cái sự bình yên này đi, và giống như đi đầu tư làm ăn ấy, có nhiều bác cứ nghĩ rằng là thực ra các bác ấy lấy ví dụ là Nhật, là Hàn, là châu Âu, là Phần Lan, là Na Uy, là Hoa Kỳ, là Canada, vân vân, thì cũng giống như kiểu rằng là khi chúng ta đã chuẩn bị đi làm ăn ấy thì chúng ta ra chợ nữa, ra cái thị trường và chúng ta đi đầu tư buôn bán làm ăn, thì trong đầu của chúng ta lúc nào cũng nghĩ rằng là ta sẽ được giàu như là Bill Gates, hoặc chỉ ít cũng phải giàu như là ông Phạm Nhật Vượng, Trần Đình Long, Lê Việt Lam đó, Nguyễn Đăng Quang, hoặc là Elon Musk đó, hoặc là Zuckerberg đó, tất cả thứ đấy chúng ta mơ ước mà. Khi bỏ vốn làm ăn ra thì kiểu như thế. Nhưng rồi á, 100 người ra thị trường thì 99 người chuốc được cái thất bại. Chuốc được cái thất bại và mất sạch vốn liếng. Đó. Tôi chỉ xin ví dụ các bác rằng là nhiều bác cứ nghĩ rằng là chuyển sang đa nguyên đa đảng là lập tức chúng ta sẽ có một hệ thống chính trị ổn định và chúng ta sẽ tha hồ đảng này là giám sát đảng kia, quốc hội này là giám sát chính phủ, vân vân. Và từ đó thì sẽ chống được tham nhũng. Thì tất cả những thứ đó là gạch đầu dòng ở trên giấy ấy. Nhưng thực tế nó không đơn giản chút nào. Tôi chỉ lấy ví dụ này. Lúc này á, chúng ta chuyển sang chế độ đa nguyên đa đảng thì lập tức rằng là Đảng Cộng sản sẽ không còn cái vai trò độc quyền của mình ở trong lãnh đạo nữa, và phải san sẻ cái này cho người khác, cho các đảng phái khác, và cái quyền tự do độc đảng. Thế thì lập tức rằng là anh bạn Trung Quốc, anh ấy sẽ gọi rằng là tài trợ đến 1.000 tỷ đô la để thành lập một chính thể mới, lập ra một vài con người để mà lập đến một cái đảng phái. Và sau đó anh ấy tuyên bố rằng là, hoặc là bằng một cách nào đấy, một cái thủ đoạn nào đấy, riêng thủ đoạn thì anh bạn phương Bắc của chúng ta lắm thủ đoạn lắm, và mỗi ai mà đi bỏ phiếu cho cái đảng phái của anh ta tài trợ ấy, mà nắm được ấy, thì những người đó thì sẽ được khoảng 1.000 đô. Tôi lấy ví dụ thế, 1.000 đô cộng với những lời hứa hẹn, tiền mặt cầm tay đã 1.000 đô rồi, thì các bác nghĩ rằng là chúng ta sẽ có bao nhiêu người bầu cho họ. Anh chàng Hoa Kỳ cũng không kém cạnh và nói rằng là, và sẽ cam kết ngầm một cách rằng là ngầm thôi, đi mua phiếu là 2.000 đô. Ví dụ thế. Đấy là một trường hợp để bác thể đấy nhé. Để các thấy rằng là cái sự tranh đấu của những người này để họ kiểm soát và cuối cùng họ lập đến chính phủ, và chính phủ lúc này á là sẽ bị họ thao túng, và trong mọi cái vấn đề chính trị của thế giới và khu vực thì lập tức là phải phụ thuộc vào họ, và họ thích bán chúng ta cho ai thì bán. Tôi nói thật với các bạn, khi đã là người phụ thuộc rồi thì họ thích bán chúng ta cho ai thì bán.
chúng ta sẽ trở thành cái phục vụ của họ. Khi họ có xung khắc với nhau thì chúng ta không được quyền chọn phe, không được quyền chọn phe, không được quyền đứng sang một bên, và phải sẵn sàng tham chiến với họ, và thậm chí là phải dùng xương máu của chúng ta để mà chiến đấu cho phe kia. Đó. Các bác tưởng tượng như thế, khi mà chính phủ bị thao túng bởi những cái đảng phái đó, báo cáo các bác là như vậy. Trường hợp thứ hai ấy, thì các bác có thể nhìn sang Ukraine để các bác thấy cái điều này. Họ sẵn sàng, họ có thể là cho tiền hoặc tài trợ cho một vài cái băng cướp. Tôi nói thật là một vài cái băng cướp. Ví dụ ở một số tỉnh phía Bắc như là Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, vân vân. Và sau đó là gì ạ? Băng cướp này sẽ huy động lực lượng bằng tiền và bằng súng được tài trợ. Cái việc được tài trợ rất dễ, bởi vì phương pháp các tài trợ thì cực kỳ đơn giản. Và lập tức là một số các tỉnh như thế, họ sẽ lập nên một cái nó gọi rằng là đòi ly khai. Các bác biết phong trào đòi ly khai không? Ở Ukraine đang có hai cái tỉnh là đòi ly khai đấy, và đòi lập quốc gia riêng đấy. Và sau khi mà đòi ly khai thì các bác tưởng tượng rằng là họ mà ly khai thành công ấy, ví dụ đấy, và họ thậm chí là họ tự làm một cái trưng cầu dân ý, và khi họ kiểm soát được cái tỉnh ấy rồi nhé, thì trong quá trình đó họ được tài trợ, họ kiểm soát được các tỉnh đó, thì lập tức rằng là họ sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý, trưng cầu dân ý để lập quốc gia riêng và tuyên bố độc lập, vân vân, ví dụ thế. Sau khi trưng cầu dân ý xong rồi thì thậm chí họ lập tiếp một cuộc trưng cầu dân ý tiếp để mà sáp nhập vào phía Trung Quốc, hoàn toàn đúng luật. Hoàn toàn đúng luật. Anh bạn hàng xóm thì ở Hội đồng Bảo an, tay to chứ phải tay mơ đâu, một trong năm cái vị trí hàng đầu, đâu phải tay mơ đâu, và lại sáp nhập vào trong đó, và cuối cùng rất khó có thể lấy lại hiện tượng Crimea ở Ukraine, các bác có thể biết rồi. Thế cho nên ý, giữ được cái sự độc lập nó không phải là dễ dàng. Hả? Chúng ta không theo phe nào không phải là dễ dàng. Có một điều rất hay là chúng ta theo lẽ phải, ai đúng thì chúng ta theo, không bất cứ ai cả, đúng không? Chúng ta chỉ theo thứ gọi là lẽ phải, chúng ta đứng về phía lẽ phải, không đứng về phía một quốc gia nào, một phe cánh nào trên thế giới này. Để làm được điều đó không dễ một chút nào. Đó là cái thứ mà chúng ta đang có, và các bác có sẵn sàng mang cái vốn liếng này để đi đầu tư hay không, và liệu đầu tư có sinh lời hay không, có đúng như là mong muốn của các bác hay không. Đó. Tôi hỏi các bác ở đây, các bác có thử là mang sẵn sàng mang toàn bộ tài sản của mình đi ra ngoài làm ăn, và cuối cùng là với cái mong muốn rằng mình sẽ giàu như anh Phạm Nhật Vượng, thế nhưng mà chuốc lại kết cục là như thế nào, có đúng không ạ? Đó, đây là những cái thứ đơn giản để các bác có thể thấy rằng là cái viễn cảnh bao gồm có hai trường hợp. Một trường hợp gọi là lạc quan thái quá như các bác ấy nói, lạc quan thái quá như các bác ấy nói. Cái thứ hai nữa là cái trường hợp mà gọi là bi quan thái quá như là tôi nói, cũng có thể tôi nói, và thậm chí còn kinh khủng hơn là chiến tranh xảy ra. Cho nên ấy, làm thế nào hay như thế nào đó tôi không biết, tùy vào vận nước. Nhưng mà đó là cái mà một bí quyết để mà tôi xin chia sẻ với các bác rằng đó, là những người như là ông Phạm Nhật Vượng, những người như là những người khác ấy, họ khi làm marketing tinh toàn một cái dự án, họ không bao giờ có cái suy nghĩ như các bác, bởi vì suy nghĩ của họ là số ít. Tôi có cơ duyên để tôi gặp nhiều người như thế. Giống như kiểu đầu tư vốn liếng và chơi chứng khoán ấy, thì tôi tưởng tượng thế này, những người chơi thắng ấy là những người họ biết được rằng là rủi ro không thể xảy ra, nghĩa là ta phải quản trị được rủi ro. Những người mà làm điều hành những tập đoàn, những công ty lớn, họ luôn luôn có nguyên tắc của họ, không phải như các bác là cứ có nhiều tiền là ta làm đâu, mà cái nguyên tắc của họ làm sao quản trị được rủi ro, có nghĩa rằng là mất ít nhất có thể. Dự án thì sẽ có nhiều trường hợp, một là thành công, nhưng họ thường thường họ sẽ không xem thành công, và họ sẽ nghĩ rằng là cái nào là rủi ro ít nhất. Chia sẻ đôi điều với các bác như vậy để các bác có thể hiểu một chút, hiểu tôi một chút thì chính xác hơn về cái quan điểm của tôi. Bởi vì trong mọi cả hai cái trường hợp tôi chia sẻ với các bác ở đầu thì người dân của Việt Nam cũng đều mất đi cái vốn liếng của mình, đó là cái sự bình an, cái sự độc lập tự chủ và độc lập dân tộc. Và tôi thấy rằng là để giữ được cái này, đấy là cái vốn liếng lớn nhất, bởi vì chúng ta đã để có được cái vốn này thì các bác biết rằng hàng triệu người đã phải ngã xuống. Đó. Các quan tham có nghĩ đến điều đó hay không? Tôi không biết. Nhưng mà
có nhiều người trong cái khoảnh khắc quyết định của họ, vào những cái giây phút quyết định, thì họ cũng sẽ phải suy nghĩ là ai mới là người cần cho quốc gia này. Đó. Cái khoảnh khắc đấy rất quan trọng. Bình thường anh có thể là quan tham, anh có thể là kẻ nào đấy kia, nhưng khi đứng một trước một cái khoảnh khắc lịch sử ấy, thì anh sẽ tự biết, à, tất nhiên không phải là số nhiều à, nha các bác, nhưng mà có trường hợp như thế. Và tôi xin chia sẻ các bác thế này à, chúng ta ấy, bắt buộc phải chống tham nhũng, bởi vì ấy, tôi chỉ nói với các bác đơn giản, chống tham nhũng mà con đường của Tổng Bí Thư đưa ra gồm có hai vế, một là giữ vững cái sự lãnh đạo của Đảng, và tôi hoàn toàn đồng ý với việc này, và tôi có nói chia sẻ với các bác rất là rất thật rất nhiều lần. Cái thứ hai là chúng ta phải quyết liệt đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực để mà giữ cái sự trong sạch của Đảng, và giống như là Đảng đi đúng hướng, bây giờ Đảng không đi đúng hướng, nhiều cá nhân không đi đúng hướng thì chệch hướng, thì ta phải có cái cách để mà ta vặn lái lại cho đúng hướng, và quá vặn lái lại như vậy thì đó chính là cái việc xây dựng chỉnh đốn Đảng. Nhưng ai mà không thuộc thì loại ra khỏi hệ thống, các bác tưởng tượng như thế. Và đó là hoàn toàn một cách đúng đắn, gọi là trong điều hành thì là quyết sách đúng đắn đấy. Bởi vì người dân cũng chẳng cần biết ông nào đâu hay là đảng nào đâu, cái quan trọng là những người lãnh đạo đúng là những người lãnh đạo mà vì nhân dân, vì quốc gia, vì tổ quốc, vì dân tộc, thì người dân sẽ nhận biết rất giỏi, người dân sẽ nhận biết rất dễ, đúng không? Còn những người nào mà vì gọi rằng là vinh thân phì gia, lên lo lên chức chỉ để vinh thân phì gia hay để thỏa mãn cái tham vọng về quyền lực tột cùng của mình, thì những người đó sau này sẽ trở thành tội đồ. Mặc dù họ có thể đứng được vị trí đó, nhưng họ sẽ trở thành tội đồ. Bởi vì trăm năm thì bia đá cũng mòn, nhưng ngàn năm bia miệng thì vẫn còn trơ trơ. Anh làm thủ tướng, anh làm kể cả anh làm thủ tướng, anh làm tổng bí thư, hay là anh làm chủ tịch quốc hội, anh làm bất cứ một cái vị trí nào đấy sau này đi chăng nữa, mà anh làm vì dân vì nước thì người ta nhớ đến anh là một cái tên. Nhưng anh mà có gạch đầu dòng bao nhiêu cái chức vụ ở đấy thì sau này người ta vẫn nhớ anh là những tội đồ, đúng không ạ? Cho nên ấy, câu chuyện là câu chuyện lịch sử, mà tôi gọi rằng là lịch sử sẽ công minh để mà phán xét cho một cái điều rất dài của tôi ngày trước. Và các bác hãy thử suy nghĩ một cách cụ thể, đúng đắn, chứ không phải là cứ nghe một cái nghe hợp lý, có những cái tưởng hợp lý nhưng hợp lý trên giấy, kinh doanh mà dễ trên giấy thì bây giờ tôi thành tỷ phú lâu rồi, đúng không? Nào là đầu tư chỗ này tỷ suất lợi nhuận 20%, 30% thì tôi thành tỷ phú lâu rồi, thưa các bác và mọi người. Đó. Cho nên ấy, chúng ta phải thật bình tĩnh và thật hiểu. Và trong công cuộc này, tôi nghĩ rằng là công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng là hoàn toàn chính xác, để cho đảng đúng là đảng của dân như bác Hồ đã mong muốn, và làm hoàn toàn vì nhân dân, vì tổ quốc này, đúng không? Không có con đường nào khác, thưa các bác. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi sáng tốt lành.